Chúng ta hãy cùng nhau sử dụng vật liệu trong thư viện nhé các bạn. Sẽ rất là nhanh. Tôi tiếp tục trỏ chuột vào thùng sơn ở đây và trỏ vị trí bất kỳ trên mô hình của chúng ta. Tôi chuột trái vào và chờ trong giây lát. Ok men, đã nhận bề mặt. Bây giờ tôi bấm dấu cộng. Tôi chọn bề mặt và bảng vật liệu hiện ra. Chúng ta có rất nhiều thư viện. Cái này thì các bạn chắc dễ sử dụng thôi. Tôi chọn ô bất kỳ thì lập tức các ô vật liệu này sẽ cập nhật ở bề mặt chúng ta đã chọn. Ví dụ tôi chọn này. Các bạn có rất nhiều gỗ vật dụng, gỗ sàn, gạch, các đối tượng gạch nhà vệ sinh, bê tông, thảm, vân vân và kim loại và đá ốp rất nhiều. Còn bây giờ tôi sẽ chọn dạng đơn giản thôi, tôi chọn kim loại, chọn qua tab thứ hai. Tôi chọn kim loại này. Tôi ý định ốp vật liệu thật đơn giản cho phối cảnh này. Sau khi ốp xong, tôi bấm dấu cộng tiếp và lần lượt ốp các đối tượng còn lại. Và tiếp tục cộng thêm một đối tượng nữa. Việc phân chia bề mặt bên các phần mềm trước khi xuất qua Lumion, nếu các bạn làm càng kỹ thì qua đây chúng ta sử dụng càng dễ dàng và ốp vật liệu càng nhanh. Tôi tiếp tục cộng thêm nhiều lớp. Và tôi dùng một loại vật liệu thôi. Các bạn có thể dùng nhiều hơn nếu muốn. Ok, tôi nghĩ là khá là nhanh. Bây giờ chúng ta nhấn phím A, đẩy qua này. Để chúng ta ốp những phần vật liệu còn bị khuất. Các bạn thấy rất nhanh đúng không nào? Chúng ta cùng nhau tiếp tục ốp phần kính bên dưới này. Các bạn chuyển qua phần custom và chọn phần grab. Tôi sẽ để phần kính mặc định thôi. Tiếp theo chúng ta cùng nhau bàn tới một vài thông số ở vật liệu chuẩn của thư viện. Tôi chuyển về vật liệu thứ hai, là vật liệu chúng ta ốp ở đây. Đầu tiên chúng ta có scale, tăng giảm các thông số này thì chúng ta có thể nhân bản các đường ốp của vật liệu. Tôi có thể kéo lên hoặc xuống, các bạn nhìn vào vùng này thì sẽ thấy ảnh hưởng. Tôi kéo scale tăng lên thì dày hơn. Nếu như chúng ta giảm xuống thì cường độ sẽ thưa hơn. Còn nếu như các bạn muốn về ban đầu thì chúng ta cần bấm vào vật liệu đó mà thôi, thì sẽ cập nhật lại như cũ. Phần Refresh Polarize này nếu như tăng lên, các bạn có thể thấy những đối tượng phản xạ chúng ta sẽ ảnh hưởng của nền trời nhiều hơn. Tôi xoay đi một góc và nhấn A qua bên này. Tôi tăng và giảm. Các bạn chú ý phần này có sự phản xạ và thay đổi một chút. Tôi kéo lên, sáng lên một chút và tối đi một chút. Nếu như tôi giảm đi và kéo lên thì các bạn thấy rằng nếu giảm thì chúng ta có sáng hơn và tăng lên thì tối hơn. Thông thường tôi để cái này tăng lên để tăng độ tương phản của vật liệu. Refresh file off. Tôi có thể giảm bớt đi. Những phần phản xạ mềm này sẽ chỉ xảy ra ở những vùng lân cận tối mà thôi. Tôi tăng giảm cho các bạn thấy. Các bạn thấy phần này có sự thay đổi đúng không nào? Nó rất nhỏ thôi. Chúng ta có tăng cường độ sáng, brightness và giảm. Để chúng ta hiệu chỉnh vật liệu, cái này cũng khá là quan trọng đây. Tôi nghĩ rằng cái này khá tiện lợi khi chúng ta sử dụng để hiệu chỉnh độ sáng, glossy, độ bóng láng. Tôi kéo và các bạn cũng có thể cảm giác nhận thấy rằng những đối tượng chúng ta đã thay đổi về bề mặt vật liệu. Nếu các bạn tăng lên và giảm đi, rất dễ dàng phải không nào? Bùm, tôi giảm bùm và tăng bung. Các bạn thấy những sọc kẻ này đậm hơn và nhạt hơn, tức là nó sẽ lồi hơn và lõm hơn một chút xíu. Reflectivity, đây là cường độ phản xạ của nó đây. Tôi giảm này, cũng khá mờ nhạt. Nếu như các bạn chịu khó quan sát thì những phần này sẽ tác động nhiều nhất. Tôi giảm bằng 0 và tăng lên. Ok. Phần này là phần chúng ta hay hiệu chỉnh nhất, đó là saturation. Nếu mà chúng ta tăng lên thì màu lè loẹt và cải lương hơn. Còn giảm đi, thông số mặc định là 0. Xin lỗi các bạn, thông số mặc định chúng ta là 1. Giảm đi thì vật liệu trông hiển thị đẹp và tốt hơn.
Còn ngay bên dưới em này dùng để phát sáng các bạn, tăng lên này, chói lòa lên. Còn nếu không dùng tôi có thể giảm bớt đi, bởi vì chúng ta không sử dụng phát sáng ở đây. Để chúng ta hiệu chỉnh vật liệu, kéo map chúng ta qua bên phần này để di chuyển. Deep Offset, cái này tôi đã có lần nói rồi, nếu các bạn tăng lên thì ở những phần này sẽ xuất hiện một vài răng cưa. Tôi sẽ không thích sử dụng chức năng này, nhưng tôi sẽ tăng lên cho các bạn thấy. Các bạn thấy ở đây có thêm đường sọc kẻ, tạo thêm chiều sâu cho vật liệu. Tôi sẽ giảm lại. Phần Pit này, chúng ta xoay ngang hay xoay dọc vật liệu. Nếu như các bạn muốn xoay từ từ, nhấn phím Shift trên bàn phím và giữ chặt chuột trái chúng ta kéo lên. Còn tôi thì không thích xoay, tôi để mặc định. Và tôi chọn lại phần này, chúng ta tiếp tục offset các đối tượng theo chiều X, Z và Y để chúng ta tạo nhiều hàng cột hơn. Z này các bạn, ở đây X đỏ, Z xanh và Y màu xanh lá. Và chúng ta có phần Y đây. Ok. Các bạn có thể làm xung nghiêng các vật liệu nếu các bạn muốn. Đây là chúng ta cùng nhau đẩy làm xung nghiêng vật liệu. Chúng ta cũng có thể sử dụng chức năng Auto Deep Fit, tự động tạo chiều sâu cho vật liệu. Còn trong trường hợp này tôi không khuyên dùng. Các bạn không chỉ bị giới hạn ở những vật liệu như thế này, chúng ta có thể chuyển qua phần này. Và các bạn cũng có quyền thay đổi bám ảnh nếu muốn. Ví dụ tôi bấm vào đây trên Diffuse thì lập tức cửa sổ hiện ra sẽ cho chúng ta thay đổi vật liệu. Và các bạn chỉ cần kiếm một tấm hình từ bất kỳ phần mềm 3D nào khác cho vào đây để chúng ta làm vật liệu. Rất đơn giản phải không nào? Ngay bên này là phần tùy chọn nâng cao. Có thể sử dụng phần Dim Darken làm mờ những đối tượng bề mặt tối hay sáng, hoặc là làm mờ ngay những phần biên mềm của đối tượng vật liệu. Tôi có thể kéo lên. Nó khá nhẹ thôi, không nhiều. Các bạn chú ý những phần này. Tôi kéo lên này, rõ hơn và mờ hơn. Chúng ta cũng có thể tăng giảm phần Fileop, tức là độ phản xạ mạnh theo góc nhìn. Tôi tăng và sẽ có hiệu lực ngay. Các bạn thấy không ạ? Độ phản xạ khá mạnh rồi. Rounded cũng tương tự. Trừ khi bạn nào muốn vật liệu hiển thị đẹp hơn và tối hơn một chút thì tôi tăng phần này. Còn đương nhiên chúng ta cũng có thể có quyền chọn màu. Các bạn chọn bất kỳ màu nào đây để đè lên phần vật liệu của chúng ta. Còn nếu không tôi sẽ để màu trắng để mặc định. Ngoài ra nếu muốn xóa, nhấp đúp hai lần chuột trái vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khôi phục về vật liệu gốc. Và tôi đồng ý những tùy chọn của chúng ta. Tôi bấm vào đây. Tôi muốn khối hoàn toàn gỗ. Và chúng ta cùng nhau bấm thêm dấu cộng để ốp các vật liệu khác. Tôi bấm dấu cộng. Chúng ta nhấn phím V kép để di chuyển gần vào. Quy cao lên. Tôi chọn ốp phần này. Và chuyển qua vật liệu ngay bên cạnh. Chúng ta cùng nhau giảm saturation để cho M vừa phải thôi. Tiếp theo tôi cộng tiếp và ốp trực tiếp ở phần này. Chọn. Và cũng giảm đi một chút. Ok. Tôi nhấn S, zoom xa là xíu. Và bây giờ tôi đánh vào dấu check này, đồng ý với quá trình xử lý vật liệu. Tôi nhấn D qua bên này. Nhấn E, thấp xuống. Rất nhanh gọn, tôi đã làm xong một vài vật liệu cơ bản và tiêu chuẩn. Ở những video sau, chúng ta tiếp tục hoàn thiện các vật liệu còn lại.